đậu hoài luôn rồi. Xin giới thiệu với mọi người chợ Bà Triệu. Video có Xuân mày không đi ăn đồ nướng hay sao mày ở đây ngồi comment vậy? Hay là Xuân bị phế ngôi rồi? Con nô tì bị phế ngôi à? Con nô tì. Comment đi video nha mọi người ơi. Thế rồi anh đi đường này thì bảo sao xa. Nhung ơi, bao nhiêu view rồi Nhung? Comment đi video đi mọi người, sao có 70 view? Như bình luận là mọi người đi ra comment giùm mình thêm lần nữa đi. Rồi lưu video về đi, xong lát nữa mọi người xóa. Comment new video nhá. Sài Gòn anh ở quận 1, nhưng mà bây giờ anh đi sang quận 9 để gặp Mát Choa. Dự kiến thời gian đấy là 9:50. Nhung ơi, ngày mai cũng hai lịch, ngày mai là đi Space Speaker và show của Đỗ Mạnh Cường. Ngoài ra buổi sáng thì biết bận gì rồi đấy. À, quay TikTok xịn chưa? Sáng bận được không cơ? Cướp cái điện thoại là tao phải đến con Nhung nhé. Con Nhung comment ngu quá, ngu luôn. Comment clip mới cho anh đi. Hôm nay anh đăng 4 cái clip rồi, còn 1 cái clip chưa được 1 triệu view.
Nhím ơi, Nhím con Ngọc hẹn anh qua sớm mà anh hẹn là 6 8 7 giờ anh qua mà bây giờ anh mới bắt đầu gần tới thôi Nhím ạ.